Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. Câu hỏi 1. Virus corona là gì? Virus corona là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Virus này là chủng virus mới chưa được xác định từ trước đó câu hỏi thứ hai nguồn gốc của virus corona có từ đâu các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của ncov nhiều ý kiến cho rằng virus corona là một beta coronavirus thuộc họ với virus gây hội chứng mớt và hội chứng sát tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ là loài rơi phân tích cây di truyền của virus này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. Câu hỏi 3. Cơ chế virus corona lây lan như thế nào? Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn gốc động vật nhưng có khả năng lây chuyển từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia Thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh, tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. Câu hỏi 4. Những triệu chứng và biến chứng của virus corona có thể gây ra? Các triệu chứng của bệnh nhân mắc nCoV từ nhẹ đến nặng, bao gồm sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCoV gây sốt và có thể tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng gây viêm phổi và có thể nhiều cơ quan khác trong cơ thể khiến bệnh nhân tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh nền. Câu hỏi số 5. Đã có loại thuốc đặc hiệu nào để phòng và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra chưa? Tại thời điểm hiện nay, chưa có loại thuốc đặc hiệu nào để phòng và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Những người bệnh hiện nay đang được điều trị giảm các triệu chứng. Các trường hợp bệnh nặng sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ tối ưu nhất. Một số phương pháp điều trị đặc hiệu đang được nghiên cứu thực hiện trong điều trị lâm sàng cho các bệnh nhân. Câu hỏi số 6. Nhóm độ tuổi nào dễ bị mắc chủng mới virus Corona? Người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc chủng mới của virus Corona. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch sẽ dễ mắc và bệnh thường nặng hơn. Câu hỏi số 7: Làm thế nào giúp tôi có thể bảo vệ bản thân? Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau. Thứ nhất, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, viêm đường hô hấp cấp, như sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc. Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ sở y tế khi có triệu chứng kể trên. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Xúc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước xúc miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp không khoảng nhiều bừa bãi nơi công cộng. Chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín, không đi du lịch đến các vùng dịch bệnh, hạn chế đi đến nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, tránh mua bán, tiếp xúc với các loài động vật nuôi hoặc hoang dã, giữ ấm cơ thể tăng cường sức khỏe bằng ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý luyện tập thể dục thể thao tăng cường không khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ hạn chế sử dụng điều hòa thường xuyên lau nền nhà tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác nếu có dấu hiệu sốt ho khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ Thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ đúng. Thứ hai, những người từ Trung Quốc trở về. Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Thứ ba, những người đi đến Trung Quốc. Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Câu hỏi số 8 Những khuyến cáo nào khi tôi có lịch trình đi lại, du lịch? một Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2. Một số lưu ý để phòng chống lây nhiễm nCoV. Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. 3. Sử dụng khẩu trang đúng cách Khi ho hay hát hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác, rửa sạch tay ngay lập tức. Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng Khẩu trang che kín miệng và mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng một lần, sau khi sử dụng cần phải loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm. Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại du lịch, cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 5. Lưu ý quan trọng để phòng chống lây nhiễm nCoV. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết. Câu hỏi thứ 9. Tôi có thể liên hệ thông báo thông tin bằng cách nào? Bộ Y tế công bố hai số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do NCOV 2019, 1900 3228 và 1900 9095. Cùng với đó, 21 đường dây nóng của bệnh viện có cơ sở theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm NCOV. Bệnh viện Bệnh Mai 0969 851 616 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 0969

hai bệnh viện trợ rẫy chín sáu chín bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ chín 736, 736 bệnh viện sanh pôn hà nội chín 138 bốn bệnh viện vinmec hà nội chín ba bốn bệnh viện đà nẵng chín bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ba bốn một

0396 802 226 hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại địa phương. Câu hỏi số 10. Làm thế nào để kiểm tra một người có nhiễm nCoV? Các kiểm tra chuẩn đoán chính xác nCoV chỉ có thể tiến hành tại cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định chủng nCoV đó gồm kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới và kỹ thuật gen tham RT PCR với bệnh nhân là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản và được thu thập bằng tam bông và bảo quản trong môi trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus corona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định. Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus